đông đủ để họ chợ Tết của người Việt, hội ái hữu người Việt Malen. Mình tên là Mimi, hội phó hội MVMA. Mấy đứa nhỏ lên đây con. And thiền vị, xin mọi người cho thiền vị một tràng pháo tay thật lớn à, my favorite nha. Ok, so đây là những học sinh của trường tiểu học Masunaga in Maryland. Mình đã làm cái dance này. Masunaga Elementary School là cái trường đầu tiên tổ chức Luna New Year's every year. The past 2 năm vừa rồi vì COVID cho nên không có làm. Kỳ này mình rất là vui vì đã được làm một nữa. Susan, Sophie, mỗi năm đều cho cái Vietnamese Lunar New Year này, mà là đây là lớp 5, đây là ngày cuối cùng để được đem trên sân khấu. Cho nên kính mời quý vị vỗ tràng khóa tay cho Sophie và Susan. And then back with my Benny. Benny từng múa từ khi Benny là kindergarten, bây giờ Benny 4 tuổi. And there's Kaden, kindergarten, first time here, and it's going to be 5 more years in the future. 5 năm tới nữa, mỗi năm đều sẽ tập múa. Các em tập cái bài múa này từ tháng 10, mỗi thứ 6, 1 giờ sau cái ngày giờ học ở trường. Mình đến trường học để dạy các em. Cho nên có tất cả là 12 buổi tập, các em đã tập. Rồi xin mời quý vị theo dõi với bài múa điệp khúc mùa xuân. Thank you.
children. Okay, we have a lot